Sau đây là cập nhật tình hình COVID trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tính từ 13 giờ ngày 15 tháng 9 đến 13 giờ ngày 16 tháng 9. Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, tính từ 13 giờ ngày 15 tháng 9 đến 13 giờ ngày 16 tháng 9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca bệnh đã cách ly tập trung, 1 ca trong khu phong tỏa. Số bệnh nhân chữa khỏi bệnh 94 người. Tổng số lượt người được xét nghiệm toàn thành phố trong ngày 90.951 lượt. Trong ngày đã tiêm 27.414 liều vaccine, cộng dồn đã tiêm 400.297 liều, trong đó 74.300 người tiêm mũi 2. Tiếp sau đây là cập nhật tình hình dịch bệnh tại các quận, huyện tính từ 13 giờ ngày 15 tháng 9 đến 13 giờ ngày 16 tháng 9. Quận Hải Châu có 1 ca mắc mới. Các phường Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1, Hòa Cường Nam, Bình Hiên không có ca mắc mới trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Thanh Khê không có ca mắc mới. Các phường Hòa Khê, Thanh Khê Đông, Thạc Giáng, Chính Giáng, Xuân Hà không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Sơn Trà không có ca mắc mới. Các phường An Hải Bắc, Mừng Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Ngũ Hành Sơn không có ca mắc mới. Tất cả các phường của quận không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và đã trở thành quận xanh. Quận Liên Chiểu, 1 ca mắc mới. Phường Hòa Khánh Bắc không có ca mắc mới trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Cẩm Lệ không có ca mắc mới. Các phường Khuê Trung, Hòa Thọ Tây không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Huyện Hòa Vang không có ca mắc mới. Các xã Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Ninh không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Hiện tại toàn thành phố có 32 xã phường trên 7 quận huyện 14 ngày liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và hiện không có khu phong tỏa.